mẹ con tôi. Phải ra ngoài ăn ở mất sạch thế nào mà cho trâu nó hút lỏi nó ruột ra thế này. Phải quấn chặt bọn đáo làm chi mà bây giờ đi ruột thì chả có học mà mông thì cứ cắm vào đi trâu hay nhờ. Phải chết chua chết nổi chết chua chết rụng đâu chết khuất. Chết 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 mặt mẹ mày cho tao cứ phải tốn tiền chuôn thế cơ à. Thích mẹ thằng chưa điên này. Trời ơi là tôi ra. Cái độ của nỉ mẹ nên em con cặp chỉ mới dòng hai tan tóc đám tan tùm lum tà la vậy mày đụ mẹ mày ra đây khóc con hả cho mày sầm lồn sai giác xác mày về nha con chó đụ cái lộn má mày cái mã mẹ mày muốn chơi với tao hả hả chuẩn bị ăn dis nha tao ra châu hả có tao ra hiểu á Thường xuyên có người đi ngang nhà thì chó sủa và chó cắn. Bây giờ tao bước đi vô sân nhà mày rồi thách bọn nó cắn. Tụi mày ready for war thì chiến tranh đã kết thúc rồi. Thậm chí chưa bắt đầu thì tụi mày đã quỳ phục rồi. Gống tao cho sụp rồi, đéo cho mày phục hồi. Dính vào vấn đề tội phạm là đời mày đã kết cuộc rồi. Tao rap cho mày biết tụi này không phải là sao sai. Miền Nam còn bao nhiêu người khác đại diện như tao này. Trải qua biết bao ngày, nhìn trời đất cao dày. Nhìn ly rượu Việt rap eo ngán rồi tự hỏi làm sao đây. Thực sự cuộc thi kỳ này có rất là nhiều câu hỏi. Riêng trong thâm tâm tao thì cũng đặt ra vài câu hỏi. Tao thi Battle King làm gì khi đã sẵn là vua. Mày học Battling làm gì khi biết sẵn là thua. 99% bọn mày rap love thì war. Cái con cạc gì tao khuyên mày thức tỉnh và đừng hoang tưởng nha bọn ngoạc ly. Đúng là địa lý cũng từ miền Nam với mày. Nhưng tao là Nam như cùng mày thì chỉ là con cày. Mày đâu có ở Sài Gòn, mày đâu có từ Sài Gòn. Còn tao có từ Sài Gòn thì tao vẫn từ Sài Gòn. Where my dogs at? Yo, where my dogs at? Vũ Phong muốn ăn diss, để xíu tự cho. So where my dogs at? Yo, where my dogs at? Vũ Phong các con gạt thằng lòng liếng lo. Thôi rãi cậu lâu nay vẫn nuôi mộng chiến được rồng. Hai kỳ này chắc mày mừng như hoạn thư thuyến được chồng. Trận chiến chưa bắt đầu thì tụi mày đã sắp hàng. Mà muốn được diss tao thì tao khuyên mày nên sắp hàng. Công nhân lấp giếng sẽ lấp luôn sao sai rác. Chó hù cho bày tại sao lại muốn gán tao cái mát. Nhưng gọi tao là chó cũng tốt tao phải cảm ơn mày. Thế cảm giác mày ra sao khi có chó rap hay hơn mày. Khi mà tao rap là tụi mày phải biết. Khi mà tao viết là tụi mày phải khiếp. Thằng ngọng tao gọi mày là thằng ngọng. Phong vô lên ông như vẫn bị được phà hồng. Twist không twist rap thì chẳng biết. Bài bằng loại mình như con cặp mà vẫn đậu được mới khiếp. Flow như thế này thì thi mới theo kịp. Rap bằng bài chân biết. Flow mày không theo gì. You where my dogs at? Cậu ngọng muốn ăn cặp. Anh đợi xíu tao cho. You where my dogs at? So where my dogs at? Thôi cũng sơn tư cũng phong. Thằng ngọng liếu ngọng lo. Ừ thì đúng là địa lý cùng từ miền Nam với mày. Nhưng tao là Nam Nhi. Còn mày chỉ là một con gầy. Mày đâu có ở Sài Gòn. Mày đâu có từ Sài Gòn. Còn tao có từ Sài Gòn. Thì tao vẫn từ Sài Gòn. Tao sẽ gọi mày là Phong Ngọng. Thằng nhà quê lên tỉnh giọng rap. Nhưng mày đang ngọng nguyên con cạch trong họng. Mày biểu tao trốn về quê quán. Chắc thằng lồng này mê sáng. Vì mày vừa kêu tao về Sài Gòn mà bán quán. Đích danh sao xa khiến không về Sài Gòn thì về đâu. Vò đầu cười tặng mày hai chữ trẻ trâu. Giờ hãy vĩnh tai lên nghe phân tích phần 2. Hay mày ngu mà còn nguy hiểm vì bị phân tích đầy tai. Trong thế giới rap chuyện thường rapper gọi nhau là dog. So where my dogs at? So where my dogs at? Nếu tao không lầm thì tiếng Anh mày đéo hiểu phải không. Mày chỉ còn cách gào thét mấy chữ VietDragon thằng ngông. So where my dogs at? Yo where my dogs at? Vũ Phong muốn ăn gạt hả đợi xíu tao cho. Now where my dogs at? So where my dogs at? Vũ Phong tao đại cẩu thằng ngọng liếu ngọng lo. Ay where my dogs at? Ay where my dogs at? Cẩu ngọng muốn xúc xích hả đợi xíu tao cho. Yo where my dogs at? So where my dogs at? Vũ Phong cái con gạt thằng ngọng liếu ngọng lo. Why? Ha 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 ha.